Hello, xin chào ở nhà nha. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây, một em đồng hồ Pháp. Đó, mắt 2000, lịch lọc. Còn nguyên siêu đằng sau luôn. Đó, dây cực dài luôn, giống như là chưa đeo luôn nha cả nhà. Dây bao dài luôn. Size đo ngang là 42 nha. 42. Càng là 40.5. Đó, đồng hồ nè. Của Pháp, máy Pháp luôn nha cả nhà, máy Pháp luôn. Em bao cả nhà về mở ra cho thầy thợ coi luôn. Đây. Đồng hồ Pháp nha. Farriwe and Frank nè. Mắt 2000 nè. Có trang web luôn, lip.fr nè. Đó. Còn nguyên tem đại tem luôn nha. Đó, đọc lại nha cả nhà. Dây cực dài luôn, chưa cắt luôn. Rồi, dây nè. 21, 22 luôn nha. Mỏng, mỏng tan luôn. 7,7 à. 7,7 à. Em bán 1 triệu 180 ngàn nha. Đó, giống như mới chưa xài luôn, new luôn nha. Lịch lọc. Đó, đọc lạ nha. Đẹp lan can luôn nha cả nhà. Rồi em qua con khác đi, qua một con độc lạ khác nha. Đồng hồ zip đó, 780 bao ship nha, niềng xoay, niềng xoay nha cả nhà. Dạ quang hả, là full mặt luôn, có cái niềng trong nè. Đó, độc lạ nha. Size cỡ 39 nha, 39 chưa nấm, cả nấm là 42. Đó, zip nè, xe zip đó cả nhà. Đây, còn đây là dạ quang nè cả nhà, cực sáng luôn. Dạ quang số học trò, em bán 780 bao ship nha. Đó, 780 bao ship nha cả nhà. Đọc lạ nha, sáng như đèn nha, sáng lâu luôn nè. Niềng xoay nè, 780 bao ship nha cả nhà. Rồi em lên cho cả nhà một con đồng hồ Citizen Rho Master nha. Đó, thép đúc nè, nhìn sợi dây ăn tiền luôn nha cả nhà. Đó, em bán là 1.780.000 nha. Đó, sợi dây nè. Đó, đảm bảo là cực kỳ hiếm gặp luôn. Đây, đáy của nó đây, Citizen Rho Master. Đó, sản xuất tại Nhật luôn. Chống nước 100 m. Đáy xoáy. À, chạy cơ chế là 3 kim và 3 ô điện tử. Phiên bản là World Time, là xem được các múi giờ trên toàn thế giới nha. Đó, mình có thể xem nhanh các múi giờ trên toàn thế giới. Còn nếu mình không muốn xem giờ thế giới, mình có thể tắt tắt được luôn. Đó. Có đèn, có chuông luôn. Dạ quang học trò nha. Đó, dạ quang. Đèn. Vừa có dạ quang vừa có đèn nữa nha cả nhà. Đó, rất là sáng luôn. Citizen nha, sản xuất tại Nhật nha. Nhìn sợi dây này thôi là mấy trăm ngàn rồi nha cả nhà. Em bán con này là 1.780.000 nha. Đó, đây, lịch vạn niên luôn. Lịch vạn niên luôn nha. Hai báo thức nha. Đó, chuông đó cả nhà. Báo thức hai nè. Bấm về thể thao nè. Chuông rất là to luôn cả nhà ơi. Đếm ngược thể thao nè. Còn đây là set, có thể điều chỉnh lại, mình có thể tắt được các múi giờ được luôn nha cả nhà. Ví dụ đây on nè, mình off nè. Đó, cái nào on mình off hết luôn.
mình ví dụ mình không thích xem các múi giờ thế giới á, hoặc là mình xem múi giờ nào thì mình on nó lên. Đó, rất là đơn giản nha. Đó, mình up up hết trừ lại BKK là Bangkok, là múi giờ của Việt Nam. Đó. Đó, nãy giờ quên đo size. Size của em nó là cỡ như 41, 41 chưa núm nha. Cả núm là 45, niềng xoay. Niềng xoay. Đó, rất là đẹp luôn. Khép đúc rất là nặng luôn nha, 1 triệu 7 80 ngàn. Con này cực kỳ hiếm gặp luôn nha. Dây thôi, nhìn sợi dây thôi là siêu ăn tiền luôn. Sợi dây này đảm bảo kiếm con thứ hai không có luôn á. Nè, khóa là hai lớp nè. Rồi, em qua con khác nha. Em lên cho cả nhà một con đồng hồ của Pháp nha. Guionet đó, Flight Timer, giờ bay đó, mặt xanh, niềng không xoay nha, không phải niềng xoay nha. Chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao nha. Đó, bấm giờ thể thao, dừng nè, reset nè. Size của nó cũng to nha cả nhà, size 42.6 cho 43 đi, chưa núm nha. Cả núm là 45. 45. Càng là cỡ 49 á. Hợp anh em nào tay dừa và to nha. Mặt xanh phong thủy. Dạ quang học trò. Con này em bán 1 triệu 180 ngàn nha cả nhà. Của Pháp nha, đây. Guionet Paris Flyer Time nè. Đó. Toàn thân là thép không rỉ nè. Chống nước 100 m đáy xoáy nè. Độc lạ nha. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. Mặt xanh, chạy cơ chế 6 kim lịch lọc luôn. Đó, quá độc rồi. Pháp rồi đúng không? Em qua một con của Mỹ. Đó, hôm qua Pháp gì đó. À, một em đồng hồ của Mỹ nha. Nêu nguyên táp luôn, nguyên siêu luôn, chưa sử dụng nha. Nhìn sợi dây nè, quá trời phơi luôn nha cả nhà. Đó, mặt nè cực đẹp luôn, có hình con tê giác nha. Dạ quang cực kỳ sáng luôn. Đó, mặt nè vừa vuông vừa tròn, bốn con ốc. Đằng đây có một cái núm để bảo vệ, cái che cái núm lại. Đó, bây giờ mình đo size nè, chưa núm là cỡ 42.4 nè. Cả đo ngang cả núm là 50 nè. Càng là 52. Em bán con này là 1 triệu 180 ngàn nha. New nè, đây. New nguyên siêu luôn. Mã hiệu nó là Max Escort nha, của Mỹ nha. Của Mỹ. Nè, mua mình giáp ban nè. Đó. Dây nữa cực dài luôn, dây chưa cắt nha. Còn đây là dạ quang nè cả nhà ơi, rất là sáng luôn. Đó, rất là sáng luôn nha. 1 triệu 180 ngàn rồi nha cả nhà, của Mỹ luôn, mới luôn nha, chưa sử dụng luôn. Đó, bán cho anh em về đeo Tết nè. Max Ecco, hãng này hãng chuyên quần áo thời trang này kia đó. Rồi, Mỹ rồi đúng không? Em qua một con Thụy Sĩ. Đây, em lên cho cả nhà một con đồng hồ Thụy Sĩ Swiss Military. Đó, Swiss made luôn nha, Thụy Sĩ chính hãng luôn, niềng xoay. Đó. Đây. Swiss Military. Đó, con này thì em bán 1 triệu 380 ngàn nha. Size của nó là 39 chưa núm nha. Cả núm là 42. Đó, phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ hoặc lớn đeo cũng được luôn. Dây dài luôn, dây 19 luôn nha. 19 luôn. Niềng xoay, chạy cơ chế là 6 kim. 6 kim, bấm giờ thể thao. Ở kim trôi luôn cả nhà ơi. 6 kim kim trôi luôn. Thứ
nó có thứ nè, ngày nè, đó, kim cho nè, dừng nè, reset nè, rất là đẹp luôn nha, 1.380.000 nha cả nhà, bao ngầu luôn, 1.380.000 nha. Rồi em qua tiếp một con của Mỹ nè cả nhà ơi, đây Amitron đó, đồng hồ cơ tự động. Đó. Lộ máy trước, lộ máy sau. Con này em bán cho cả nhà là 1.780.000 nha. Lên có tai nè. Nữa có dừng kim dây gọi là hacking stop luôn rồi cả nhà. Đó. Cả nhà thấy không? Đây, bộ máy mới nha. Mở ra nè. Mở ra để chỉnh giờ cả nhà. Đó, chỉnh giờ nè là nó sẽ dừng, dừng lại. Ấn vô chạy tiếp nè. Quá trời xịn luôn. Vàng nè, vàng chóe luôn. Vàng lợt nha. Vàng từ trong ra ngoài luôn cả nhà ơi. Lộ máy trước, lộ máy sau luôn. Hãng của Mỹ luôn. Đó, chính hãng luôn nha. Amitron. Rồi. Em bán vui vẻ con này là 1.780.000 rồi nha cả nhà. Size đo ngang là 40. Đó, mấy cái tím tím là chân kính nha. Đó, lên cót nè. Rất là đẹp luôn. Thích thì mua thôi, đeo Tết. Rất đẹp luôn nha. Rồi em qua tiếp một con đồng hồ, đây đồng hồ cơ Mỹ luôn, Rolex. Đây lắc lên, quá trời xịn sò luôn, có tai có luôn, dừng kim dây có luôn, hacking stop nha, ấn vô chạy tiếp, lên có tai, dây đề mi nè, quá trời phê luôn, đó nguyên rin đẹp len can, size của nó là 42 chưa núm nha, lộ máy trước lộ máy sau cũng của Mỹ luôn, Amitron, đó lâu lâu mới có nha, 1.780.000 luôn. À, dây nè, dây giống như chưa cắt cái má ơi, nè 20 mà còn rộng như đây nè cả nhà, đó rất là đẹp luôn nha, 1.780.000 nha. Đó, mấy shop khác là đảm bảo là trên hai cũ. Còn hồi nãy là dây cũng dài lắm nha cả nhà, Amitron nè. Đó, dây là 20 nè, 21 luôn. Rồi em mới về được một con đồng hồ Casio Lai A nguyên hộp luôn, ở 1.180.000 nha, nguyên hộp luôn nha, đó rất là đẹp luôn, đó, chạy cơ chế 3 kim, một ô điện tử, pin năng lượng, dòng multiband 6 nha, đó titan, bản titan này, đẹp len can luôn, titan đúc nha, đó đẹp len can như mới luôn, còn đây là đèn và dạ quang nha. Đèn chuông pin khỏe nè, giờ thế giới nè, năm báo thức và một báo tiếng nè, dây cực dài luôn, có đề mi nè, đó đề mi đó, dây 20 luôn nha cả nhà, con này cực kỳ hiếm gặp luôn, 1180 bao ship nha, full box luôn, pin năng lượng nha, có lịch vạn niên luôn, đầy đủ chức năng nha cả nhà.
Đó, em cũng về tiếp một con đồng hồ Casio EDFI nè. À, con hồi nãy là size nó tầm 39-40 nha. Size đo ngang là cỡ 40 nha cả nhà. Còn con này size cỡ 41-42 nè, size đo ngang 42 nè. Đo chéo là cỡ 42 luôn. Đó, EDFI con này chạy cơ chế hai máy, hai kim và ô điện tử nè. Có đèn tự động luôn. Đó, đèn tự động luôn nha. Đẹp lan can luôn. Dây hình như đủ tay 18 nha cả nhà. Dây đủ tay 18 nha. Chuông nè. Xem giờ thế giới nè, đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao nè, năm năm báo thức luôn. Năm báo thức có báo thức lặp lại luôn, chỉnh kim nè. Đó, rất là đẹp luôn nha. Đèn tự động luôn. Đó, 1180 bao ship nha. Rồi, em còn một con đồng hồ Casio Watchmaster nè. Con này sản xuất tại Nhật. Size ngang là cỡ 41. 41 mấy á. 41.5. Pin năng lượng nha. Pin năng lượng. Dạ quang đèn tự động có luôn. Đó. 1.180.000 ngàn nha. Ừ, có chuông nè. Bấm giờ thể thao nè. Năm báo thức nè. Chỉnh kim nè, lịch vạn niên nè, thứ ngày tháng nè. Hoặc ngày tháng năm. Đó. Dây cỡ 19 luôn nha. Em còn mắc dây con này luôn nha. Đó. Mặt xanh. Sản xuất tại Nhật, pin năng lượng nha. Đây em có một con đồng hồ Casio cổ nha. Casio cổ có lịch luôn. Điện tử nổi nha, chạy cơ chế 3 kim luôn. Con này 3 kim nha, hiếm con nào 3 kim lắm nha. Điện tử nổi trên bề mặt nè. Con này là full thép luôn. Đó, lưu được 50 danh bạ luôn nha. Lịch nè. Đó. Báo thức báo tiếng nè. Bấm giờ thể thao nè. Sản xuất tại Nhật là chắc rồi, tại vì hàng cổ nha. Con này em bán 680 bao ship nha, size cỡ 40 chưa núm nha. Nguyên rin luôn, dây nè. Trời, dây bao dài luôn má ơi. Nè, còn đây là đèn của nó nè, quá phê luôn cả nhà ơi. Quá phê luôn. Đây em có một con đồng hồ Nhật nè, 6 kim nè. Đó. 6 kim bán 630 bao ship luôn á. Size là cỡ 39 chưa núm nha, 6 kim bấm giờ thể thao nha. Em mới thay pin luôn, giờ chỉ việc xài thôi nha, dừng nè. Reset nè. Dây đủ tay anh em là 17 luôn nha. Đó. 6 kim nha. Rồi lên tiếp cả nhà một con đồng hồ Seiko Wired nè, rất là đẹp luôn má ơi. Đó, Seiko Wired mặt xanh. 1.080.000 ngàn nha. Bấm giờ thể thao luôn, hình như con này là 7 kim nha, 7 kim. Dây thép đúc. Size cỡ 38 chưa núm nha. Cả núm là 40.6. Càng là 46.4 nha. Rất đẹp luôn, dây không? Dài luôn. Dây dài luôn nha, cỡ 19 luôn. Đó, anh em nào tay vừa và nhỏ vô là đúng bài nha. Dừng nè. Reset nè. Đó, dây cực dài luôn. Còn em có một con đồng hồ Bowsmith của Anh Quốc rồi. Đó, chạy cơ chế là hai cốt nha, hai kim dưới đây kim dây nè. Độc lạ nha, chạy kim dây rốn, sản xuất tại Nhật nha.
Dây thép đúc luôn, 9.8 bao ship nha. Dây 19 luôn, đo ngang là 37.5 nè, càng là 44, 9.8 bao ship nha. Này được Citizen mua lại nha, sản xuất tại Nhật luôn, sản xuất tại Nhật luôn nha, Paul Smith. Đây em còn hai con đồng hồ Casio Overland nha, một bên hai con đều pin năng lượng nha, con này size 40, con này size 39 nha. Con này có đèn tự động, con này thì có đèn bấm. Hai con đều dạ quang học trò nha. Đó, dạ quang học trò em bán là 1.180.000 nha cả nhà. Đó, đèn tự động là xanh lá nè, có báo thức tịch lạc vạn niên luôn nha. Đó, con này thì có đèn đỏ đó, dạ quang nè, rất là sáng luôn, full titan nha, pin năng lượng có báo thức luôn, lịch vạn niên luôn nha. Đó, con này sản xuất tại Nhật, con này tại Thái. Đó, rồi thôi em lên tới đây thôi nha, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha, em xin hết.